Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong phiên làm việc chiều hôm qua, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án luật thanh niên sửa đổi tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ hai dự án luật này. Cho ý kiến về dự thảo luật thanh niên sửa đổi, đa số đại biểu nhất trí với yêu cầu cần thiết sửa đổi dự luật, nhấn mạnh đây là yêu cầu khách quan, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra, vừa tạo hành lang pháp lý và điều kiện cho thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Quan tâm đến vấn đề quản lý nhà nước về thanh niên, theo dự luật, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, ban soạn thảo cần nghiên cứu lại để giao nhiệm vụ này cho một bộ khác có chức năng và hoạt động phù hợp, gắn bó với thanh niên nhiều hơn. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đa số đại biểu nhất trí với việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là kết luận của Ban Bí thư, đồng thời cần quy định hợp lý, cụ thể, sát thực tế hơn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong thi hành luật. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam Ba Lan vừa tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 101 năm ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan. Đây là dịp thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ba Lan. Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4 tháng 2 năm 1950. Nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Ba Lan chọn Việt Nam là một trong 5 thị trường đầu tư, kinh doanh triển vọng nhất. Ngược lại, Việt Nam xem Ba Lan là một trong những thị trường quan trọng nhất tại Trung và Đông Âu. Ba Lan đặc biệt coi trọng hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước và tiếp tục có những hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng tăng. Dựa trên nền tảng quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan lên tầm cao mới. Trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tối qua khu phố 1 phường 8 quận 11 đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. 3 năm nay, câu lạc bộ Hành trình xanh của khu phố 1 phường 8 quận 11 mỗi thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần đều thực hiện xuống đường dọn dẹp rác thải, làm sạch các khu vực cống tuyến đường. Tuy nhiên, công tác phân loại rác tại nguồn còn gặp khó khăn do các đội thu gom rác dân lập của khu phố chưa được trang bị phương tiện cần thiết để thực hiện phân loại rác ngay tại hộ dân cư. Các thành tích đáng khích lệ khác như giảm số hộ cận nghèo đầu năm là 35 hộ, đến nay còn 11 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo. Kết quả xét chọn gia đình văn hóa đạt 97,8%. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao sự chung sức, chung lòng của người dân khu phố 1 trong việc cùng với thành phố thực hiện các tiêu chí về đô thị văn minh, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đoàn công tác do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời thăm và chúc mừng hai nhà giáo tiêu biểu nhân dịp Lễ Nhà giáo Việt Nam 2020 tháng 11. Đến thăm Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Tô Thị Bích Châu đã có những trao đổi thân tình, vấn an sức khỏe, cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp đến Hòa thượng, mong rằng Hòa thượng sẽ tiếp tục lãnh đạo hướng dẫn tăng ni và Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước, đóng góp vào sự ổn định phát triển chung, đặc biệt về phương diện đạo đức lối sống. Đến thăm giáo sư Lê Quang Vịnh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Thị Bích Châu bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao đóng góp của giáo sư Lê Quang Vịnh cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm nhà giáo Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và bày tỏ sự tri ân của thành phố đối với những đóng góp của các thầy cô trong công tác quản lý giáo dục và đào tạo nhân lực. Đồng thời mong muốn các thầy cô tiếp tục hiến kế, đóng góp nhiều ý kiến trong việc đầu tư và phát triển giáo dục đào tạo của thành phố. Hôm qua, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hoài đã đến thăm nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Lệ, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Phó giáo sư tiến sĩ Dương Ái Phương, nguyên hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và hoạt động khoa học của các nhà giáo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài hy vọng các thầy tiếp tục nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo cho thế hệ sau. Vui mừng về những thành quả của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, các nhà giáo kỳ vọng lãnh đạo thành phố sẽ có quyết sách phù hợp, phát triển môi trường giáo dục ngày càng hiện đại và hội nhập. Hướng tới việc thực hiện mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tăng cường đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao ban tổ chức các ngày lễ lớn của thành phố tổ chức lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hội nhập năm 2019. Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2019, từ thứ Sáu đến Chủ nhật tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực công viên Bến Bạch Đằng, quận 1. Tại lễ hội, du khách có cơ hội tham quan tìm hiểu văn hóa các nước qua các gian hàng trưng bày, gian hàng ẩm thực và khu trò chơi. Ngoài ra, còn có khu vực giới thiệu các tác phẩm, đầu sách tiêu biểu của Việt Nam và các nước. Hoạt động triển lãm tại lễ hội có hai nội dung chính: hoạt động đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập và các hoạt động môi trường xanh. Ngoài ra, trong 3 đêm liên tiếp của lễ hội sẽ có các chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ các nghệ sĩ chuyên và không chuyên của Việt Nam và các nước bạn. Thưa quý vị, hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh được trợ giá từ ngân sách khoảng 11.000 tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng trong 5 năm qua, sản lượng hành khách bình quân lại tụt giảm 6,6%. Tình trạng này tiếp tục trở nên trầm trọng khi 8 tháng đầu năm 2019, số lượng hành khách đi xe buýt giảm hơn 13% so với cùng kỳ năm 2018. Kéo theo đó là tình trạng hoạt động trì trệ của nhiều doanh nghiệp vận tải xe buýt. Đây là thông tin được nêu ra tại phiên giải trình về tình hình vận hành và phát triển hệ thống xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều đại biểu nhận định sản lượng hành khách đi xe buýt liên tục sụt giảm có nhiều nguyên nhân như phương tiện cũ kỹ, chất lượng phục vụ không tốt, thông tin chuyến không rõ ràng, tình trạng nhà chờ xe buýt bị lấn chiếm, hành khách bị móc túi, trấn lột. Cách tính trợ giá hiện nay đã lỗi thời, thiếu thực tế khiến các đơn vị vận tải phải bù lỗ để hoạt động xe buýt ngày càng trở nên khó khăn. Theo nhiều doanh nghiệp hợp tác xã vận tải xe buýt, nguyên nhân sâu xa khiến người dân không ưu tiên sử dụng xe buýt là do tình trạng ùn tắc, trễ chuyến. Ước tính 9 tháng đầu năm 2019 có trên 330.000 chuyến xe buýt chậm trên 15 phút do ảnh hưởng của các điểm ùn tắc giao thông. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận việc trợ giá hiện nay chỉ dừng ở mức bù chi phí chứ chưa thể tăng chất lượng xe buýt như kỳ vọng. Đồng thời hạ tầng giao thông bến bãi đang thiếu hụt, phân bố không đồng đều giữa các khu vực quận huyện làm tăng sự trùng lấp các tuyến xe buýt. Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của xe buýt trong chiến lược phát triển giao thông giảm ùn tắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, thành phố hiện đã có 7 nhóm giải pháp trong việc cải thiện chất lượng hoạt động xe buýt, trong đó tập trung vào công tác quy hoạch, dành quỹ đất cũng như tìm cách tính trợ giá cho xe buýt. Các doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, tạo động lực để phát triển cho cái hệ thống xe buýt của thành phố. Ví dụ như là chính sách trợ giá, ví dụ như là chính sách xã hội hóa để kêu gọi đầu tư, ví dụ như chính sách hỗ trợ để đổi mới phương tiện phù hợp với một cái đô thị riêng, đặc biệt riêng có Thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung rà soát, lập phê duyệt và triển khai quy hoạch sử dụng đất tại các quận huyện, trong đó ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đảm bảo triển khai khả thi và đồng bộ. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp chiếm dụng nhà chờ, lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây mất an ninh trật tự. Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng các sở ngành liên quan phải nhận thấy trách nhiệm của mình. Yêu cầu đến ngày 31 tháng 11 tới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố phải có văn bản trả lời cụ thể kiến nghị, thắc mắc của cử tri, đại biểu liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe buýt. Tính đến tháng 8 năm 2019, thành phố có 137 tuyến xe buýt, trong đó có 99 tuyến có trợ giá và 38 tuyến không trợ giá. Với thực trạng xe buýt ngày càng giảm khách, thành phố cần quy hoạch mạng lưới tuyến, bến bãi, trạm dừng, đồng bộ và phủ kín. Cần có chính sách cơ chế liên quan hoạt động xe buýt, chính sách thu hút nguồn lực xã hội tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, cần điều chỉnh phương thức trợ giá phù hợp thực tế để đảm bảo hoạt động xe buýt được hiệu quả. Tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Tóm lại, xe buýt phải đảm bảo đầy đủ tiện ích cho người sử dụng mới mong thu hút được hành khách. Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với trường Đại học Y tế Công cộng và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo công bố chia sẻ kết quả nghiên cứu đánh giá dự án sáng kiến vì an toàn giao thông toàn cầu giai đoạn 2015-2019 tại thành phố do quỹ Bloomberg Philanthropy hỗ trợ kỹ thuật. Theo thống kê, phần lớn số vụ tai nạn giao thông xảy ra là do ý thức kém của người tham gia giao thông, mà cụ thể là lỗi vi phạm sử dụng rượu bia và có nồng độ cồn cao khi tham gia giao thông. Mới đây, Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa trao 10 máy đo nồng độ cồn thế hệ mới, ứng dụng công nghệ cao cho lực lượng cảnh sát giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thuộc dự án sáng kiến vì an toàn giao thông toàn cầu giai đoạn 2015-2019 do quỹ Bloomberg tài trợ. Chúng tôi cũng áp dụng cái quy trình mới là chỉ cần hạ cửa kính xuống, đưa máy đo vào và kiểm tra định tính là có hay không có. Nếu không có thì người điều khiển giao thông được phép đi luôn. Và trường hợp có thì mới yêu cầu xuống xe và làm các thủ tục đo định lượng, đo ra chỉ số để xử phạt. Thời gian tới, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thí điểm triển khai kéo giảm tai nạn giao thông tại một số quận huyện có tình hình giao thông phức tạp, tai nạn giao thông cao, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn cao và nhân rộng ra toàn thành phố. Từ cuối năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử trên phạm vi toàn thành phố. Tính đến nay, thành phố đã triển khai liên thông kết nối 800 đơn vị trên địa bàn, bao gồm các sở, ban ngành, quận huyện, phường xã, thị trấn, các tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Hiện đã có khoảng 5 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận trục thông của thành phố. Đó là thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến trình bày tại hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện nhận và gửi văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, năm 2018, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 4028 về mã định danh áp dụng cho các cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho việc liên thông kết nối văn bản, chỉ đạo điều hành. Hiện thành phố đã tiến hành cập nhật mã định danh của các đơn vị trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố và phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc tại các đơn vị. Hiện nay, đa số văn bản điện tử được gửi nhận đều sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Thành phố đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số cho tất cả các đơn vị và hiện đang tiếp tục thực hiện cấp chữ ký số cho các cán bộ công chức trên địa bàn. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ dự kiến sẽ triển khai thử nghiệm vào đầu quý 1 năm 2020. Nhằm giải đáp các thắc mắc cũng như hướng dẫn một cách cụ thể đến các đơn vị trực tiếp thi công thực hiện quy trình số hóa tại 24 quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông và Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn tạo lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố hướng dẫn về trình tự thủ tục triển khai hạng mục tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch, một số nội dung số hóa sổ bộ hộ tịch. Theo đó, về quy mô và phạm vi số hóa gồm 4 loại sổ hộ tịch là sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai tử, sổ đăng ký nhận cha mẹ con. Các đại biểu là những chuyên viên công nghệ thông tin của các quận huyện đã thảo luận để cùng thống nhất về tiêu chí kỹ thuật cơ sở dữ liệu hộ tịch, tiến độ, thời gian, chất lượng quản lý, giám sát đồng bộ từ thành phố đến quận huyện, quy trình số hóa, an ninh thông tin để sớm hoàn thiện việc tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch dự kiến là tháng 6 năm 2020. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đô thị thông minh nhằm từng bước trở thành thành phố hiện đại trong thời cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở đó, ngành y tế thành phố đã từng bước hướng đến một nền y tế thông minh với nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin ra đời nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn. Ghi nhận từ những cải tiến ứng dụng thiết bị công nghệ tại một số bệnh viện tuyến cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ nhu cầu thực tế thì hàng ngày đi xuống giao lưu với các khoa phòng và gặp gỡ người dân đi khám bệnh thì mình nhận thấy là cái nhu cầu tìm hiểu thông tin về bệnh viện của người dân rất lớn, thì chúng tôi đã xây dựng một cái kiosk khảo sát thông tin, cung cấp thông tin cho người dân về giá cả cũng như các quy trình của bệnh viện đến cho người dân. Người dân có thể chủ động đến tìm hiểu bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào người dân cần thiết. Phần mềm của chúng tôi thì được xây dựng dựa trên cái giao diện rất là đơn giản, dễ sử dụng giống như là mình sử dụng một cái điện thoại smartphone cơ bản bình thường. Tôi thấy máy này sử dụng rất là tiện ích, dễ tra cứu, mình khỏi cái chờ đợi. Ví dụ mình thêm tin tức gì, mình đánh vô, mình ví dụ mình tìm xương khớp thì mình đánh vô số máy đó, đánh giá bao nhiêu tiền á, mà cái khám mình biết được cái giá cả, mình khỏi cái bận tâm. Có cái máy đó nhiều khi chỉ mình rõ hơn, với mình đi đến đưa đúng chỗ chứ không đi tìm đi kiếm chỗ này chỗ kia, nó cũng dễ. Có nhân viên trực tiếp ứng hỗ trợ người dân tra cứu những thông tin khám chữa bệnh, và trong tương lai thì phòng công nghệ thông tin có thể tiếp tục phát triển đưa ra ngoài internet, triển khai thành một dạng app để người dân có thể bấm và truy cập trước khi đến bệnh viện thông qua laptop, iPad và điện thoại. Triển khai này cũng gần 3 tháng nay thì giúp cho người dân tiếp cận rất là nhanh, giúp cho thêm các cái tiện ích. Thì từ đó thì chúng tôi thấy rằng là với cái ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tra cứu này thì hoàn toàn có thể triển khai được các cái bệnh viện khác trên toàn thành phố cũng như cả nước, mà cái chi phí cũng rất là thấp. Mà người dân qua đó thì chúng tôi đánh giá rằng có khảo sát thì cái sự hài lòng của người dân có tăng lên rất rõ rệt. Còn với Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ứng dụng thực tế ảo tăng cường trong giới thiệu thuốc và các vị thuốc y học cổ truyền. Từ tháng 7 năm 2019, người bệnh, học viên, nhân viên của bệnh viện khi cần tìm hiểu hình dạng của lọ thuốc, cách sử dụng, công dụng của các vị thuốc và thuốc y học cổ truyền, chỉ cần đến màn hình và chạm vào tên thuốc cần tìm hiểu thì hình ảnh thật của lọ thuốc, dược liệu cũng như những thông tin cần biết sẽ hiện lên màn hình. Luôn có nhân viên y tế túc trực để hướng dẫn bệnh nhân sử dụng, và cái thao tác trên máy cũng rất là đơn giản và dễ sử dụng. Đây ha, mình có thể tích vô danh mục và tìm loại thuốc mình cần tìm. Rồi, ở đây thì nó có đưa ra luôn là 4 loại, đó là công dụng, cách dùng, công thức thuốc và liều dùng luôn. Thì bệnh nhân có thể tự tra cứu và tìm hiểu thêm về thuốc. Do đông y nó rất là nhiều cái vị thuốc mà có những tính chất nó đặc biệt riêng mà tất cả mọi người có thể chưa tìm hiểu được. Bệnh viện trang bị những cái máy này thì giúp cho cái bệnh nhân như vậy là tìm hiểu được sâu sắc hơn về các loại mà thành phần của thuốc, cũng như công dụng của thuốc để mà đem đến cái sự hiểu biết cũng như là trị bệnh của mình. Qua cái máy sử dụng như thế này thì mình tiện hơn, tìm cái vị thuốc nó cũng nhanh hơn, tra cứu, rồi mình muốn tìm bác sĩ từng khám cho mình cũng nhanh. Việc đưa rất là nhiều số lượng vị thuốc nhiều và cũng như thuốc thành phẩm vào một cái phần mềm thì phải nhờ sự hỗ trợ của rất là nhiều chuyên gia hàng đầu về dược của bệnh viện cũng giống như các y bác sĩ để xây dựng nên được phần mềm này. Trong thời gian sắp tới thì cái phần mềm này mình sẽ tích hợp theo nhiều cái tiện ích hơn nữa cho người bệnh, thì mình sẽ tích hợp lên những cái app trong cái app của đơn vị để giúp cho người bệnh ngay ở nhà họ cũng có thể tìm hiểu và họ có thể kiểm tra được những cái vị thuốc, những cái sản phẩm thuốc của đơn vị, giúp cho người bệnh có những cái thông tin một cách là chính thống để giúp cho vấn đề điều trị nó hiệu quả hơn. Và một cái lĩnh vực nữa đó là với học viên và những cái người đến thực tập tại đơn vị, họ cũng có nhu cầu tìm hiểu về những vị thuốc, những cái sản phẩm của đơn vị, thì những cái phần mềm này cũng sẽ giúp cho các học viên có những cái học một cách trực quan sinh động, giúp cho các học viên một cách rất là dễ nhớ, dễ tiếp thu và biết được cái vị thuốc của mình, thì giúp cho cái hiệu quả học tập nó cũng sẽ được nâng cao hơn. Thưa quý vị, từ đầu năm 2019 thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động đợt bình chọn giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh lần thứ 2 với chuyên đề y tế thông minh, có 38 đơn vị tham gia, và 2 sản phẩm mà chúng tôi vừa mới giới thiệu đến quý vị nằm trong số 37 sản phẩm đã đoạt giải và đã có đánh giá hiệu quả thực tiễn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện cũng như đáp ứng nhu cầu thăm khám chữa bệnh của người dân, hướng đến xây dựng một nền y tế thông minh trên địa bàn thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Kính chào tạm biệt.